Chào cả nhà, hôm nay thì Kanta TV xin tiếp tục gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn thêm một cái thông tin về cái lễ bốc thăm chia bảng World Cup nữ 2023 diễn ra khi nào. Lễ bốc thăm World Cup nữ 2023 diễn ra vào lúc 13:30 phút theo giờ Việt Nam ngày 22 tháng 10 năm 2022 tại trung tâm biểu diễn nghệ thuật Aotearoa của New Zealand. Vào lúc 12 giờ hôm nay theo giờ Việt Nam thì đoàn công tác Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã có mặt tại Auckland của New Zealand, nơi diễn ra lễ bốc thăm vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023 vào ngày 22 tháng 10. Sau hành trình kéo dài gần 16 tiếng với hai lần nối chuyến bay tại Singapore và Úc, thì huấn luyện viên Mai Đức Chung và các cái thành viên trong đoàn được ban tổ chức địa phương đón tiếp rất là nhiệt tình tại sân bay của nước này. Các đoàn tham dự sự kiện lần này được FIFA bố trí lối đi riêng tại sân bay, nhờ đó thủ tục nhập cảnh rất là nhanh và thuận tiện. Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các đoàn tham dự lễ bốc thăm, FIFA bố trí trung tâm hỗ trợ 24/7 ngay tại khách sạn Khodis, nơi lưu trú của đại diện của các đội. Sáng ngày 22 tháng 10 năm 2022, đại diện các đội tham dự hội thảo giới thiệu tổng quan về chương trình sự kiện và điều kiện ăn ở trong cái thời gian thi đấu. Chiều mai thì tức là chiều ngày 22 tháng 10 năm 2022 thì huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ tham dự hội thảo dành riêng cho các huấn luyện viên trước khi đến dự lễ bốc thăm vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2022-2023 tổ chức tại Úc và New Zealand lúc 13:30 phút theo giờ Việt Nam tại trung tâm biểu diễn nghệ thuật sự kiện Aotearoa của New Zealand. Trước đó, ông Nguyễn Đức Chung chia sẻ như sau: cá nhân tôi và toàn đội rất vui mừng khi giành được tấm vé vào chơi vòng chung kết World Cup nữ. Đây là lần đầu tiên chúng ta có cơ hội này sau bao năm chờ đợi. Tất cả các đối thủ đều là những đội rất là mạnh, vì thế đây là cái cơ hội để tuyển nữ Việt Nam rèn luyện, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Không dễ để có thể mời được các đối thủ mạnh như vậy sang thi đấu cùng Việt Nam. Thế nhưng lần này chúng ta có cơ hội để thi đấu cùng họ. Đó là điều hạnh phúc nhất. Chúng ta chưa thể đạt thành tích cao ở thời điểm này. Nhưng toàn đội sẽ cố gắng phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao để đạt được các yêu cầu đề ra về chuyên môn. Đầu năm 2023 thì đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có đợt tập trung cùng huấn luyện viên Mai Đức Chung để mà rà soát lực lượng, chọn cái đội hình mạnh nhất cho danh sự để mà chơi tại World Cup FIFA nữ năm 2023. Và ông Trung chia sẻ như sau: lần tập trung này, ban huấn luyện sẽ triệu tập lực lượng các cầu thủ nhằm rà soát và tuyển chọn các gương mặt trẻ mới để có thể là kế cận đàn chị. Các lứa cầu thủ nhiều tuổi phần nào cũng sẽ có ảnh hưởng về thể lực, vì thế chúng tôi sẽ xen kẽ các cái cầu thủ mới cũ để mà đạt yêu cầu nhất về chuyên môn tập luyện và thi đấu. Đó chính là những cái lời mà huấn luyện viên Nguyễn Đức Chung chia sẻ. Đây cũng là cái lần đầu tiên mà Việt Nam của chúng ta có mặt tại vòng chung kết World Cup, rất là tự hào. Nhưng mà môn bóng đá nữ nha, và hy vọng tương lai năm 2026 và tương lai thì Việt Nam của chúng ta sẽ góp được vòng chung kết World Cup nam 2026 và những năm kế cận. Nói chung thì World Cup Nam hiện tại bây giờ thì Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã đồng ý và cho vòng chung kết sẽ có 48 đội tham dự, cho nên là Việt Nam của chúng ta cũng rất là tràn trề cơ hội, có cái cơ hội rất là lớn để mà tham dự World Cup 2026, và hy vọng rằng chúng ta sẽ được thực hiện được cái điều ước mơ đó. Như quý vị, bây giờ nữ là chúng ta đã thực hiện được cái ước mơ rồi, bây giờ thì còn nam nữa thôi. Nói chung là đá World Cup thì chúng ta không có hy vọng rằng là chúng ta có được cái chiến thắng hay là có được điểm đâu. Chúng ta vào để mà chúng ta chơi là bay lắm rồi, nói chung là vui rồi. Chứng kiến các cầu thủ chúng ta chạy với lại là những cái cầu thủ hàng đầu thế giới thì tuyệt vời. Như quý vị đấy, thì Việt Nam của chúng ta, rất là nhiều quý vị và các bạn hỏi thì chúng ta nằm ở những nhóm hạng chót số mấy. Thưa quý vị, là chúng ta sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 3. Và nhóm hạt giống này là một cái nhóm hạt giống chúng ta sẽ phải gặp đội nhóm hạt giống số 1, nhóm hạt giống số 2 và nhóm hạt giống số 4.
và cái cơ hội đi tiếp của Việt Nam của chúng ta rất là khó, vì là chúng ta sẽ gặp cái nhóm hạt giống số 1 và số 2 là họ hơn chúng ta rồi. Nhưng mà trong bóng đá thì không biết điều gì sẽ đến và điều gì sẽ đi. Rất là nhiều đội thật sự là không được đánh giá cao và không nghĩ rằng là họ sẽ thành công, nhưng mà lại họ lại thành công. Trong bóng đá là như vậy. Việt Nam của chúng ta tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2018 diễn ra tại Thường Châu thì cũng thế thôi. Chúng ta nghĩ rằng là chỉ là đội lót đường, cho nên là rất là nhiều đội bóng chủ quan khi mà gặp chúng ta, và sau đó thì chúng ta đã đi một loạt một mặt tới trận chung kết và chỉ thua Uzbekistan với tỷ số là 1-0 mà thôi, như quý vị, 2-1 chứ, rất là đáng tiếc đó. Và bây giờ thì chúng ta được đánh giá yếu tại đây, nhưng mà chúng ta vẫn cứ được xếp nhóm hạt giống số 3. Nhưng mà số 3 hay là số 4 nó cũng vậy thôi à. Số 3 thì chúng ta đỡ hơn tí xíu là chúng ta gặp một cái đội bóng có thể là được đánh giá yếu hơn chúng ta ở bảng bên kia. Đó, chúng ta nằm chung nhóm hạt giống số 3 cùng với các đội là Jamaica, Costa Rica, Argentina, Colombia, Ireland hay là Sweden, Denmark, vân vân. Đó chính là những cái đội mà nằm chung nhóm hạt giống số 3 của chúng ta. Còn nhóm hạt giống số 1 thì Úc, New Zealand này, rồi Sweden này, rồi Đức này, rồi Anh này, Pháp này, Tây Ban Nha này, trời ơi, những cái đội bóng rất là mạnh nha quý vị. Nhóm hạt giống số 2 thì gồm có Canada này, Brazil, Nhật Bản, Ý, Trung Quốc. Đó, rồi Hàn Quốc, rất là nhiều cái đội mạnh. Và chúng ta hy vọng rằng chúng ta sẽ thi đấu thật là tuyệt vời, thật là tốt nhất ở cái vòng chung kết World Cup lần này. Còn có điểm hay không có điểm thì quý vị và các bạn cũng đừng có hy vọng. Chúng ta đá được World Cup là may rồi. Và tôi hy vọng rằng là quý vị và các bạn hãy cổ vũ hết mình. Thua hay thắng gì cũng vui nha quý vị. Đấy, thắng thì tuyệt vời, hay là hòa được một trận thôi là chúng ta vui rồi. Chứ thấy các cầu thủ nữ họ mà đã thua quý vị và các bạn lên cào phím rồi chửi bới rồi này nọ, thật sự là rất là tội. Tại vì các cầu thủ nữ của chúng ta đã thực hiện được cái mục tiêu ước mơ, đó chính là được tham dự World Cup, và lần này chúng ta đã được, và chúng ta đã được cùng với các cái đội bóng hàng đầu thế giới để mà thi đấu tại sân chơi bóng đá nữ lớn nhất hành tinh vào ngày 22 tháng 10 thì sẽ là cái lễ bốc thăm, và liên đoàn bóng đá của chúng ta rất là nở mày nở mặt ha. Huấn luyện viên Nguyễn Đức Chung sẽ được thế giới biết đến, đó chính là những cái quan trọng nhất. Và chúng ta tới cái giải đấu lần này thì như huấn luyện viên Nguyễn Đức Chung đã phát biểu là chủ yếu là học hỏi, và chúng ta không hy vọng rằng là một cái thành tích nào cao ở cái giải này cả, vì chúng ta là một cái đội bóng được đánh giá yếu tại vòng chung kết này đó quý vị. Đó chính là những cái chia sẻ của Thai TV đến cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay. Quý vị và các bạn nghe cái thông tin hay bổ ích thì quý vị và các bạn hãy cho Thai TV một like, một comment, một share, một lượt đăng ký kênh để kênh phát triển, tạo động lực làm những video tin tức mới nhất tiếp theo. Quý vị nào có nhu cầu muốn mua loa kéo di động, thiết bị âm thanh karaoke hay là các cái bộ hát livestream thì hãy liên hệ với Thai TV qua số điện thoại 0939732349 để được tư vấn miễn phí và được giảm giá 20% đến cho tất cả quý vị khán giả nào đã đăng ký ủng hộ kênh Thai TV trong thời gian vừa qua nha. Và bây giờ xin trân trọng chào và hẹn gặp lại.